Em ơi. Gì thế ạ? Em đã ngủ chưa thế? Em chưa. Em chưa ngủ à? Ừ. Này, bọn mình chơi trò này đi. Trò gì đấy? Trò gì đấy? Trước khi đi ngủ phải có một trò chơi nó mới thú vị. Bây giờ bọn mình sẽ chơi một trò, đó là chơi trò đố vui đi. Và sau đó ai mà thua thì sẽ phải đi trả thẳng cho người kia đi ngủ. Được không? Đố vui à? Ừ. Em thích trò này lắm. Ừ, chúng ta sẽ bắt đầu chơi trò này nhá. Anh sẽ đố em một câu nhá. Ừ, anh đố đi. Theo em, ngày hôm nay cậu bé của chúng ta sẽ có cảm xúc như thế nào và cấp độ mấy? À, thế là mình phải đoán cảm xúc của cậu bé đúng không anh? Đúng rồi. Em nghĩ là cậu bé sẽ vui cấp độ 4. Anh cũng nghĩ là cấp độ 4, anh cũng đang định bảo thế. Nhưng mà em đoán trước cơ mà. Nhưng vấn đề là anh cũng đã nghĩ ở trong đầu từ nãy rồi là cậu bé sẽ vui và cấp độ 4. Không được, không được. Nếu mà anh em mình đoán giống nhau thì ai sẽ trải thảm cho ai đây? Rõ ràng là anh trước mà. Em trước. Anh. Anh đổi đi. 4. Yeah, đúng rồi. Đèn lên rồi, đèn lên rồi, đúng 4 cấp độ rồi. Thế là em đoán đúng trước. Từ từ đã, bây giờ phải xem là ai đúng ai sai đấy. Ok. Ôi, 5 rồi. Thế là, thế 5 là không cấp ai độ đúng rồi. Cả. Xem nào, xem nào. Ôi, không phải màu vàng rồi. Không phải màu vàng, màu đỏ. Ôi, màu đỏ. Tôi cứ nghĩ là sẽ có niềm vui ngày hôm nay. Cuối cùng, ôi, thế... rào xuống rồi, rào ôi, xuống rồi. Ôi, bạn rào đến. Thế là hôm nay cậu bé đang tức giận, rất tức giận. Xin chào, mình là rào. Rào ơi, ngày hôm nay rào xuống đây mang đến nhiệm vụ khó thế. Tận cấp độ 5 liền. Mà rào không thương cho cừu xanh lanh chanh này đúng không? Anh em mình, ai sẽ thực hiện nhiệm vụ trước đây? Em là em của anh, cho nên anh nhường em nhảy trước. Ồ, anh cừu xanh không tranh với em nữa. Anh phải nhường nhịn em của anh chứ. Em nhảy trước đi, em nhảy trước đi. Em mà nhảy được qua ấy, là bọn mình sẽ được đi ngủ đấy. Mà mọi lần anh nhảy em, anh nhảy trước toàn không qua thôi. Thôi được rồi, vì anh cừu xanh đã nhường em thì em sẽ nhảy trước. Khởi động đi em, khởi động đi. Khởi động, khởi động. Bắt đầu. Em nhảy đây. Cố lên. Không được đâu anh ạ. Rào cao như thế này em không thể nhảy qua được. Nhảy được. Không chịu nhảy thì không được đi ngủ ạ. Em không nhảy qua được mà. Hỏi bạn Rào thôi anh ơi. Rào ơi. Rào ơi. Cuộc là hôm nay có chuyện gì xảy ra thế? Cậu bé bị mất máy bay mới rồi. Trời ơi, anh cảm thấy suy sụp. Mất đồ chơi à? Lại còn là đồ chơi mới nữa. Mất đồ chơi. Anh ơi, nhưng mà mất đồ chơi thì cậu bé phải buồn ơi là buồn. Chứ tại sao lại tức giận thế này nhở? Ừ nhở đúng. Thế tức là có chuyện gì đó liên quan đến máy bay, liên quan đến đồ chơi mới mà lại làm cho cậu bé tức. Là chuyện gì thế hả Rào? Tại bạn Bin. Tại Bin à? Bạn Bin làm mất máy bay của cậu bé. Bin làm mất máy bay à? Trời ơi, tiếc quá. Tiếc. Thế thì cũng tức thật đấy. Không phải đâu. Bạn Bin đòi. Cô giáo bảo nhường cho Bin. Thì ra là không phải biến mất hay là làm mất hay là rơi ở đâu. Chắc là cậu bé và Bin lại tranh nhau. Đúng không nhở? Cậu bé không muốn chơi với Bin nữa. Tại sao lại không muốn chơi với Bin nữa? Còn tại sao nữa? Đây này. Cáu giận như thế này thì làm sao mà muốn chơi với ai được nữa? Chẹp. Em đã hiểu ra vấn đề rồi anh ạ. Có nghĩa là cậu bé và bạn Bin đều muốn chơi một cái máy bay. Thế nên là tranh nhau, cãi nhau. Mà cô giáo lại bảo cậu bé phải nhường cho bạn Bin vì bạn Bin bé hơn mà. À, thế tức là cậu bé của chúng ta ngày hôm nay đã chơi rồi nhưng không muốn nhường cho bạn khác chơi tiếp. Mà thực ra nếu mà đồ chơi mà anh đang chơi bị lấy mất thì anh cũng không muốn nhường. Nhưng mà mình phải chơi chung mới vui anh ạ. Thế bây giờ phải làm sao? Nhảy thì không nhảy qua được rồi. Cao lắm, nhìn thế này. Thôi được rồi, anh cửu xanh bình tĩnh. Em đã có cách rồi đây. Đây rồi. Chắc chắn phải có một chuyện rất hay. Anh biết là em sẽ có một chuyện rất hay mà.
Đúng rồi, em đã nghĩ ra một câu chuyện cực kỳ hay. Chúng ta cùng xem chuyện nha anh nhé. Chuyện kể của những chú cừu bắt đầu. Dê đen và dê trắng cùng đi qua một cái cầu hẹp. Cái cầu bé ơi là bé, chỉ vừa cho một bạn đi. Dê đen từ bên này đi lại, dê trắng từ bên cầu kia sang. Từ đầu cầu, dê đen đã hô to: "Này dê trắng, cầu hẹp lắm, không đi được hai người đâu, cậu lùi lại đi." Dê trắng từ đầu bên kia cũng nói vọng sang: "Đúng thế, tớ thấy chiếc cầu rất hẹp, chỉ vừa người tớ thôi, cậu lùi lại đi." Con nào cũng bảo con kia là phải lùi đi, lùi lại, lùi đi, lùi lại. Đấy, cuối cùng là dê đen hay dê trắng sẽ lùi lại hả em? Theo anh Cửu Xanh thì dê đen hay dê trắng sẽ lùi lại? Anh đoán là dê đen. Bởi vì dê đen này chắc chắn là một chú dê mạnh mẽ giống như anh Cửu Xanh này, và sẽ nhượng nhịn cho dê trắng thôi. Không có đâu anh ạ. Anh nhớ lại xem, anh có thật là luôn nhường nhịn em không? Ôi, bỏ qua chuyện đấy, mình kể tiếp đi. Để em đọc tiếp. Cứ như thế, hai con ở hai đầu cầu vừa đi vừa hô to cho con kia lùi lại, nhưng chẳng có con nào lùi lại cả. Đến giữa cầu, dê đen dừng lại và bảo: "Cậu lùi lại đi, cho tớ đi qua trước rồi cậu sang sau." Dê trắng liền cãi: "Thế tại sao cậu không lùi lại cho tớ qua trước?" Cứ như thế, dê đen và dê trắng cãi nhau vang ầm cả suối. "Cậu lùi lại đi, cậu lùi lại." Tớ đi trước cơ mà." Thế là cứ cãi nhau mãi như thế à? Rõ ràng là đều đang cần phải đi qua mà ai cũng bướng bỉnh. Thế rốt cuộc là không con nào nhường con nào hết à? Vâng, không ai chịu nhường ai anh ạ. Để em đọc tiếp nào. Dê đen và dê trắng không con nào chịu nhường con nào. Chúng cứ bước tiếp và húc vào nhau. Cuối cùng cả hai lăn tòm xuống suối. Ôi, câu chuyện đến đây là hết rồi. Hóa ra là lại kết thúc như vậy. Đấy, nếu như mà chỉ cần một trong hai chú dê nhường nhau thì có phải là cả hai đều đi qua cầu và không bị ngã xuống suối không? Có thế thôi mà không làm được. Đúng rồi anh ạ, giống như cậu bé với bạn Bin. Nếu mà cứ tranh nhau chiếc máy bay như thế, không ai chịu nhường ai, thì nhỡ đâu chiếc máy bay bị vỡ ra thì sao? Mà nhớ, đang ở trên lớp ý, cô giáo mà nhìn thấy tranh nhau này, cãi nhau này là có thể là tịch thu luôn đồ chơi, không cho chơi nữa, không ai được chơi hết. Đúng rồi. Cậu bé ơi, nhường nhịn bạn bè nhá. Bạn nào của chúng ta đã bé lại rồi. Đã bé lại rồi. Thật là may, anh em mình có một cậu bé rất là ngoan nhá. Mỗi lần nghe kể chuyện xong luôn hiểu và sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đấy nữa, đúng không? Vâng, đèn cũng tắt rồi, anh em mình làm nhiệm vụ thôi anh ơi. Hết cáu giận rồi, hết cáu giận rồi. Đèn ơi, may quá đã tắt đi rồi. Bây giờ chỉ còn việc nhảy qua rào là và đi ngủ. Chính xác. Nào, ngủ thôi. Đi ngủ thôi. Được, đi ngủ rồi. Đi ngủ nào. Ngủ đi các bạn ơi. Đi ngủ thôi. Chim non ngủ yên dưới vòng cây.
bố mẹ hãy truy cập kênh YouTube VTV7 Kids để cùng bé đón xem trọn bộ chương trình Chuyện kể của những chú cừu nhé. Chuyện kể của những chú cừu, dạy bé ứng xử thông minh.